到个老树边哦，有啊，如果寂寞怒冲，起不过路过朦胧，有啊，如果牡丹点哦。
个地方啊，只有我住，那个女人好爷爷，等我住个地方，我和老岳母一起照明中啊，老几老几那个农民啊，等我住个地方，你住个地方，哎呦地方，哎呦地方，哎呦地方，哎呦地方，哎呦地方，哎呦地方，哎我的山姆都长花啊你你等啊你啊你这有老婆婆老给我叫叫你你的行啊这有把大不不把腰你啊做山姆都等你啊我姐姐你你等啊你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 啊喊地名叫熬夜我顶着了还有啊你啊你啊中下到家来要鼓励山呀古兰啊面高摩古摩啊你中长得乌啊冷结冰高柔压得错口错洒我将高摩古摩家之之一个都都都个都有一个头路对我发言不介意就拉路家出撒开地了早晨三条古楼铁高金人不问路内不被高照也到早晨早已路内发古楼干得不得意要我独生干得我不忙只想要老上路下落路高进根谁梦之手不过你也记
风我出现发一路流一个的人温柔的不平高照一个错事上路上路路高进根谁落雨之手渡我你儿子
我打个路线记录，约我咋头第五个天有我帮够晒够带起莫努力，我的记录够晒起手这是什么概念？我们莫打！哎，明天可能是也比蚂蚁村嘞。不了。我们那么准，那么老，我们这你能见得过没？老年人呀，哎。这样的话没轮子没人了我摸摸就赶紧接住
tráng hiếu và chú rể Thảo Thế Lù. Vâng, một lần nữa xin trân trọng kính mời và kính mời. Cho gia đình cũng như là đỡ lời cho cô dâu và chú rể. Xin trân trọng kính mời quý vị quan khách ạ. Hãy khẩn trương rộn ràng tiến bước vào trong hôn trường cưới. Lựa chọn cho mình một chỗ ngồi thật đẹp, một chỗ ngồi thật ưng ý nhất, một góc nhìn thật rộng nhất để giữ bữa cơm thân mật cùng gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay, cũng như là để chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Trên ạ, lựa chọn cho mình một chỗ ngồi thật đẹp ạ, một chỗ ngồi thật ấm và một chỗ ngồi thật ưng ý nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Đặc biệt là lễ phục quy của đôi bạn trẻ ngày hôm nay được diễn ra chúng tôi hôm nay, cũng như là để chúc phúc cho cô dâu và chú rể. Xin mời quý vị ạ, hãy tiến lên phía trên ạ. Quay cái mặt thế nào, đại diện Việt Nam ấy. Đấy, anh ấy quay cái đơ tuần quay. Xin mời hai em hãy tiến vào trong sân khấu tình yêu, sân khấu hạnh phúc ngày hôm nay ạ. Xin mời hai em. Ngày hôm nay đó là chủ nhân của bữa tiệc trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa xin mời cô dâu và chú rể hãy cúi chào toàn thể quý vị toàn khách có mặt trong hội trường cưới ngày hôm nay ạ. Xin mời cô dâu chú rể hãy cúi chào các bạn trẻ đang thay mặt của hai tỉnh, hai huyện, hai xã và hai bản. Vâng, xin giới thiệu với quý vị đó là chú rể đến từ bản Nậm Khắt, xã Nậm Khắt, huyện Mù Căng Chải của tỉnh Yên Bái. Còn con dâu của chúng ta sinh ra và lớn lên tại Ngọc Chiến. Vâng, xin cảm ơn quý vị. Vâng, đúng là nước biển mênh mông không đong đầy lòng mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Và hai họ sẽ lên sân khấu cùng cô dâu và chú rể để ra mắt toàn thể quý vị hôm nay. Vâng, xin mời ạ. Vâng, xin mời đại diện của hai bên gia đình có mặt ngày hôm nay ạ. Xin mời ạ. Vâng, xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật lớn, thật là kêu để chúc phúc cho gia đình chúng tôi ngày hôm nay ạ. Vâng, tiếp theo chương trình sau đây xin mời một bác đại diện cho hai họ sẽ có đứng cạnh cô dâu, đó là bố mẹ của cô dâu. Còn đứng cạnh chú rể đó là một bác đại diện bên họ nhà trai đến từ Nậm Khắt. Vâng, sau đây xin mời một bác đại diện cho hai bên gia đình sẽ có đôi lời phát biểu trước toàn thể quý vị đứng mẹ. Tháng 12 năm 2018, đôi bạn trẻ Thảo Thế Bú và Tráng Thế Bú và Thảo Thế Lù chính thức nên duyên vợ chồng duyên quý trong trang tay đàn lớn ạ. Lần sau xin là anh cuối mùa đông cũng như là đầu mùa xuân. Đúng là mùa đông là mùa của nỗi nhớ, mùa đông là mùa của những trái cao xanh tìm đến lá trầu. Mùa đông này trên ngày đám cưới em ăn miếng trầu.
là nàng công chúa thiên nga từ 9 tầng mây rơi xuống sân nhà cho anh Thế Lù ngây ngất đến một vài ngàn năm sau. Và đúng quả thật như vậy, anh Thế Lù ở anh đã cất công từ Thái Nguyên và trở về Ngọc Chiến. Và trong ngày vui hôm nay, đúng là có ai đã từng nói
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.